Sao đơn ra không? Có. Giống như là nó muốn vô phòng mình thấy đông người quá. Giống như là đông người cái hơi người nó nặng nó nhập vô, cứ đi qua đi lại, Xì xào rồi. Có thằng thuốc rồi cho má mình nghĩ. Xong rồi lại. Ủa. Mỗi sáng mình ngày luôn hết, trong đấy có thằng thuốc hả? Tôi đánh nữ, Tôi sẽ tẩy mấy tẩy. Là nằm trong toilet. Nó nằm ngay gần cái cửa, không có nhiều, ít lắm chỉ là chút xíu à, nó nằm ngay cái đầu gần ngay cái cửa thôi. Lúc mà lúc đầu vô có thấy không? Không, cái đó thì chơi thêm. Lúc đầu vô thấy là Glenn đã rửa phòng rồi, đúng không? Đi tắm đầu tiên là Ngọc đã. Giờ thêm ví dụ thằng hốt nữa, ghê thiệt. Linh mà. Mình phải điều tra lại. Tối nay gì? Nói với bạn hôn. Gì? Gì là con? Con gì? Con ma hay sao bá? Gì con đang chờ mày nói nè. Mệt được quá. Để tao liên nghi hỏi cho mày dài phải không? Thằng là con ma đó. Nãy ba đăng rồi là cái lời cái phim. Hồi nãy đăng á, có lại nó nhỏ toàn toàn kỳ này mày đặt phim dưới dài bà tết nghe. Không, tôi nghe, tôi cũng sợ sợ nhưng mà tôi không biết là ai. Ngủ hay là không biết có gì á, cứ mở mắt lên là cái kéo mắt tôi xuống. Rồi nó nắm kéo mắt mày xuống. Thành mắm thêm muối vô chút có thành nguyên câu chuyện to. Trễ hay. Lớn thì nó giỏi vậy đó. Sau này có chuyện trễ phải đi Đà Lạt rồi mày. Chỉ ở một đêm kiểu ghê vậy. Ai mà còn ngưng là ngưng rồi. Lớp này là những nhà gọi là biên kịch, kịch sĩ sáng tác gì nọ, giỏi lắm. Tại vì lúc đầu Trang tưởng là phía Toàn với Thanh nó chỉ là thấy giống nha mà má. Mà Trang cũng nghe hả? Trang nghe lúc mà Trang chưa ngủ ấy, lúc mà cách đèn không có Trang nghe mọi người xì xào. Trang tưởng là mọi người là các bạn cái vụ này căng à. Anh bán gì á? Bao nhiêu ký ké à? Rồi đang mày có cái ý gì góp vô kìa mày. Khoan để tao mày. Tụi lại có được chế. Thì không có tao chế thêm luôn. Thì là có cái thằng thuốc. Con mai với dài thuốc. Có cái thằng thuốc, có thằng cặp nhũ. Cặp nhũ. Bây giờ có cái tiếng nói. Bây giờ mình thuê cái bếp của nó mình. Tụi sao em nghi tuổi vậy trời? Nghi tùm lum lắm. Vậy là con ma này nó khoái tao rồi. Ngọc muốn mà. Cái này, Dương có nghĩ là Toàn với Thanh nói không? Dương đã quá mệt với Đăng rồi. Dương ngủ quá mệt với Đăng rồi. Sao biết được, cái là Dương đang bận rộn với Đăng chứ không biết được. Bận rộn với thế Đăng. Dương đang bận rộn thế. Hôm qua là cũng bận với Dương rồi, không bị đâu. Đấy, 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 đó. Không có ông ơi, hãy gãi nữa. Tám bắt đầu. Phải thành ngọc nữa. Còn Thanh với này là hoàn toàn không nói gì luôn. Tám chưa. Kêu Tuấn Thanh với Tài. Đầu, Tài. Mình đang quay ra. Tám nhất lớp á. Thì có đừng làm mọi người lo sợ. Ai nói thay tôi thiệt đi nha. Tốn con. Lo mới vô rồi vậy. Không ai ngủ rồi. Tụi tự nói mình. Tôi quay qua nói chuyện với thấy anh nè. Thấy anh đâu ngủ trong tối đâu. Ngủ chứ làm sao. Thế làm thế là. Hôm qua là tôi không thấy quậy quậy. Hôm qua cái chỗ. Cái chỗ tôi. Không chứ chỗ tôi. Tối vòng qua đó là đặc biệt cái chỗ ngoài mày. Quỳnh quỳnh không. Cũng ráng chọt cái chân vô. Chỗ này từ cửa vào cái giọng đó không phải là từ chỗ của Hồng Anh. Như là phải. Tại sao hành lang hay là ở ngoài cái cửa mà cái cửa đi thông ra ngoài. Bây giờ làm bởi, cái logic lại cái vấn đề chìa khóa trước nè. Bởi vậy Kiều mới nghi, tại vì nó khá muốn nó là Kiều mới nghi là thành thôi.
Bảo vậy Thanh cũng nghĩ là Tuấn hay thằng Đăng nó yêu nhau quá. Quảng à, mới dở. Thanh thì Thanh nhìn thấy Tuấn là ngủ rồi. Nếu dù Thanh nằm kế này thì Thanh nhìn thấy Tuấn, Thanh mới nghĩ là thấy anh thôi. Ngồi dậy thì lại thấy anh ngủ luôn rồi. Trời ơi, cái vấn đề chìa khóa. Cười ghê luôn á Đăng ơi. Là đầu tiên là ai lấy cái chìa khóa ra dạ. Cái kể nè, đầu tiên là cái tiếng chuông, tiếng gọi. Kiều bỏ tay cho mọi chuyện á. Lúc đầu á nghe, lúc đầu nghe định ra ngoài cửa hay lấy cái chìa khóa rồi. Từ đến giờ á đều có đều sử dụng điện thoại để chuông đúng không? Mà sao không nghe tiếng chuông nó tự nhiên có. Đó là tin nhắn. Bữa giờ không có ai nghe tin nhắn hả? Có, có. Nó nói nè, tiếng chuông này mà nghe nửa đêm rồi ngủ liền à. Nhưng mà lúc này thì đó, hôm qua là hôm nay nghe tiếng chuông kìa, nói liền. Đâu đâu nghe lại đi. Lại thôi, không nghe thôi. Trời ơi, gì đó vậy? Con Nam là cái đó là chùm. Con Nam á, tôi thấy thầy. Dạ, ấn đầu đi. Ủa, ấn đầu đi. Nói đừng nói nghe nữa nha. Đừng nói tám mà cũng nghe không? Hỏi ghế thiệt. Cái này tám có kỹ thuật luôn. Lên rồi. Lúc tay Thanh vậy càng ngày càng đính này. Đó, cái tiếng này nè, trời nói ra gã hết trơn nè. Tiếng gì, tiếng này. Ủa, bà, tiếng này cũng con này kêu rồi. Bực lớn rồi. Hay là người lạ nhắn, mà tự nhiên không ấy. Không nha, bạn Kiều nhắn tin là thêm một sự việc là hả, tự nhiên điện thoại hết pin. Không không, bây giờ thử hỏi bạn Kiều. Bây giờ gọi điện thoại là hỏi bạn Kiều có phải bạn Kiều nhắn tin thiệt không? Nhiều khi biết rồi mà. Biết thiệt không? Khi hỏi lại, ủa, có qua tôi ngủ rồi. Giờ nó cái chuyện á, nó dày. Đó, qua miệng của mấy đứa này cái tà le vậy. Tà le. Xin lỗi tà le. Không có đâu, không có. Anh ơi, có chìa khóa chưa? Đó, sao mà Duyên khóa rồi đó, Duyên mới quay qua Duyên đóng cửa lại, Duyên vô, Duyên ngủ. Xong rồi, thấy ra sợ, cuối cùng rồi bắt đầu đúng không? Quẩn quá, khi này vô đóng cửa. Có hôn nó kêu là ai mượn ngoài xá thì chịu đó. Không lấy nhau, cái chìa khóa. Cái công tắc hơn đó là bây giờ bạn nào mà đi về phòng, bạn nữ nào đi về phòng đi toilet thì lấy chìa khóa đây. Bạn Trang với bạn Hơn làm chân chuyện còn Hơn còn chỉ Trang cách làm sao đó mà cho nó đừng có rớt xuống mà cho nhớ dân bóc hay rồi. Kêu không có chứng thôi mà nghe lúc đầu á lấy chìa khóa rồi nhưng mà nó nhớ chắc vẫn không nghe nhưng mà lúc đó nó có hai câu to cái gì của phòng là bây giờ mình phải tìm hiểu về lịch sử của cái khách sạn này không có sạn này thấy khách sạn này được xây dựng năm 1900 mà thấy anh nhớ chắc á là không có chìa khóa thấy toàn thành nhà bảo quan xung quanh đi đâu đi thấy trộm á không đúng là đâu em mất gì đâu lúc đó là Ngọc đi lúc đó là Ngọc đúng rồi Ngọc thấy đang đi toilet Ngọc đi theo đó. Thôi tao biết rồi. Nó vừa nó hút dương khí cho tụi bay. Anh ngồi ngoài đợi Ngọc thay đồ, Ngọc đi vô trong phòng Ngọc thay đồ. Tao đợi ngoài. Nó không phải lấy móc lại đồ xuống tự nhìn cái đồ. Nó thấy đang đi vô xin. Được rồi, đi xuống khác chụp hình. Dạ. Như cái đứa kia bay vô xe chưa xong nữa. Thôi bây giờ tạm thời dừng. Thôi nói chung là dài đi toilet nha. Trời ơi. Đi qua đây chứ. Đi thấy cái đường bằng chi tiết dội. Thấy ghê quá. Nhưng mà mình phải phong kệch lại là nếu có gì thì cũng là không có hại, không hèn. Nói chung là hèn. Chưa có quậy. Nói nữa nó quậy cho bây giờ. Còn mà phải không? Nhưng mà giờ nó ở lại, thấy nó đi theo đi. Ê, mày dậm anh rồi, tới. Rồi, tao để đây dấu chân ở đây muôn năm luôn rồi. Hư dài tao chết. Đứng nó cậu. Cậu mà nó quậy gì vậy? Quậy gì vậy? Thôi nghe nói luôn. Gặp tao luôn giúp nói. À quậy gì vậy? Về cái quẩn ra đi ha. Bạn tập trung bằng lặng đi. Đi dảnh đó ha. Bạn có ý kiến về cái vụ việc mà vừa rồi các bạn mình đã nhìn thấy? Thì anh nghĩ là có. Chắc là không phải là người. Chứ nếu là người thì đã mất đồ không? Cửa không khóa mà đâu rồi đâu có mất đâu. Ừ. Anh cũng nghĩ là có, nhưng mà có phải chỉ hai tấc thôi. Thì anh nghĩ. Nói mà nghe là toàn chắc, đúng rồi, nhỏ đó chắc làm kế Đăng. Lúc đầu á, tao lấy chìa khóa tao nhớ kỹ lắm. Tao không có lấy chìa khóa, bởi vì sao? Lúc đó còn kìa đóng tao cứng ngắc à, tao lấy chìa khóa không có được. Lúc đó tao qua, tao mới thấy là cái cửa mở sẵn, tao mới hỏi người bạn hoàng là tại sao cái cửa mở. Là bạn người anh tin hả? Không, anh sợ quá đi à, xin cho biết cảm tưởng về các câu chuyện như thế nào thầy giáo? Lúc đầu mệt. Cái Thanh là người khai đi nói không biết. Bạn Thanh có gì nói về cái câu chuyện vừa rồi mà lớp mình bàn? Nãy mày nói bạn Thanh là gì vậy? Tâm chúa. Rồi, tâm chúa cái gì đó. Hồi nãy là sao? Bạn áo cởi ra hết trơn. Thiệt không? Thiệt. Tối cởi là sao? Thì mới rồi sao? Không biết đó, tôi không biết. Thì nghe nói rồi. Là sao? Mày nói lại coi. Chứng kiến rồi. Nghe thôi. Nghe cởi. Tức là mày đang, người ta kể là đang ngủ vậy đó hả? Mới quay á.
Ấy, có tao có bị nhầm luôn. Tao gọi là bị mắc kéo. Gọi là bị mắc kéo đó, mắc kéo hả? Là bị phá. Anh nữa nè. Ấy mà không anh bữa đi. Mà bữa Trang với lại đi một đám đó mà. Đâu rồi?